Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tuấn Ánh nhá. Hôm nay xin giới thiệu chi tiết với lại anh em về cái sản phẩm đó là keo bẫy cò, keo bẫy bạc, hàng keo công nghiệp siêu dính siêu bền và cái thẻ que tre hay nữa anh em gọi là que dầu để cuốn keo nhá. Que dầu là cuốn keo. Cái đầu tiên là về cái que này. Thì cái que này là cái que gọi là vót thủ công. Vót thủ công nhá. Bằng chất liệu là tre. Tre này là tre tương đối già đấy nhá. Anh em yên tâm là cái độ ngót nó sẽ ít đi, không còn ngót nhiều nữa. Thế còn về cái kỹ thuật vót ấy thì cái này là vót thủ công bằng tay. Được thợ gọi là thợ làm tre ấy. Nói chung cái này không phải cao siêu gì đâu. Quan trọng là người ta làm cẩn thận, khéo léo một chút thôi. Chứ người ta không làm ẩu, làm kỹ càng và khéo tay một chút thì vót cái que nó đẹp, nó đều. Đây này, anh em nhìn này. Ở phía ngọn trên, phía ngọn trên nhá, nó sẽ hơi nhỏ hơn. Ở phía gốc sẽ hơi to hơn. Và cái que này vót rất chỉ là tròn trịa. Cái phần cật thì luôn luôn là được giữ lại để đảm bảo cái độ cứng cho que nhá. Luôn là giữ lại phần cật này. Đấy. Thế này rất là dẻo, rất là dẻo nhá. Rất là dẻo. Thì cái này ấy là phục vụ cho anh em đánh cò trắng, cò bợ, gọi là cái que cuốn keo để chơi chơi bẫy cò bẫy bạc nhá. Thì cái que này ấy, thì anh em thấy này, hàng nó rất là đều, nhẵn nhụi đẹp đẽ. Thì làm ra cái sản phẩm này là cái người thợ cũng rất là tốn công. Mà bây giờ cái này là vót thủ công thì các bác hình dung ra là người ta vót người ta phải đạt được cái ngày công 350, cái ngày công phải đạt khoảng 200.000 một ngày chẳng hạn. Như một ngày nó vót được bao nhiêu tiền đấy thì được 200.000. Như que này là 1.000 một que này, ngày nó vót được 200 que đạt được ngày công là 200.000. Thì cái giá thành của que này ấy, nó sẽ đắt hơn mấy cái que mà người ta tuốt từ máy ra. Tuốt từ máy ra thì nó to, nó thẳng đơ, đầu đít bằng nhau, không có tuốt vọn như này được. Thì cái này là vót một thủ công bằng tay, do thợ, do nghệ nhân làm thì nó phải đạt được cái ngày công lao động phổ thông. Thì cái này là sẽ là hơi cao một chút nhá các bác nhá. Thế còn các bác mua nhiều 500 đến 1.000 thì sẽ bao ship, còn mua 100-200 thì shop sẽ không bao ship được nhá. Đấy. Thế cái này là dùng cho anh em chơi văn nghệ thì là 100-200 que là chơi được rồi. Còn các bác chơi chuyên nghiệp thì các bác chơi tới 1.000-2.000 que cơ. Thế còn về keo nhá, về keo thì shop sẽ bán trên đơn vị thấp nhất. Đơn vị thấp nhất là 1 kg. 1 kg. Đây, cả bao bì vỏ hộp sẽ hơi tươi hơn một chút. 1 kg đây. 1 kg đây. Thì là 1 kg này là cái đơn vị thấp nhất mà shop bán cho một cân keo cò này. Ship hàng thì luôn luôn là ship toàn quốc, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Anh em mọi miền Tổ quốc đâu đâu cũng mua được nhá. Với bác nào mà chơi văn nghệ thì 1 cân này và 200-300 que này thì là đánh cả mùa luôn. Nhiều khi cả mùa còn chưa hết keo nhá. Cái này thì rất là ít thôi. Nó có tí xíu trên đầu này thôi là đủ dính rồi nhé. Thì đây là giới thiệu chi tiết cho các bác biết được rằng là bên shop cũng đã có cái que tre cho anh em, que thẻ tre để cuốn keo đánh cò đánh bạc. Và keo cò thì luôn luôn là cái keo hàng siêu dính siêu bền. Đây này các bác này, các bác lưu ý nhé, keo này là keo công nghiệp, có nghĩa là đã nấu sẵn rồi, đã nấu sẵn như này rồi, hoàn chỉnh như này rồi, trong suốt nhé, không có màu, nhưng mình gọi là nó màu trắng. Thì hàng rất là, nói chung là hàng này là hàng siêu dính, bao dính nhất các bác luôn, dính trong mọi mọi thời tiết luôn nhé, dính trong cả cái thời tiết là mưa phùn hoặc là bị sương xuống, các bác mà đi cắm sớm mà nó vẫn còn sương nó động thì keo này vẫn dính bình thường, hoặc là trong điều kiện mưa nhỏ đây, này các bác này, có nước mưa nhỏ vẫn dính. Có thấy không, cái độ tua nó rất là dai. Đấy. Cái này cực kỳ dính luôn. Các bác về là chỉ việc dùng thôi, không phải can thiệp, không phải pha chế, không phải làm bất cứ gì khác, chỉ có đưa quấn vào que là chơi nha các bác nhé. Đấy, cái này nó rất là dính. Luôn luôn cam kết với các bác về chất lượng của keo này là siêu dính siêu bền. Các bác làm cả cân đánh văn nghệ chơi cả mùa nhé. Rồi các bác có nhu cầu thì vui lòng ủng hộ shop theo số điện thoại mà tôi để dưới màn hình nhá. Rồi xin cảm ơn. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.